Hello nha. Nếu em có 10 cũ thì em thường chơi con game gì? Sẽ nhiều anh em sẽ chơi tài xỉu để lên nhanh lên xuống đúng không? Mình không, mình thường chơi quen đồ hũ bởi vì nó có nhiều điều bất ngờ. Có thể là mình thột ván trúng là mình có thể là lãi rất to luôn. Và hôm nay thì mục tiêu mình là chỉ cần ăn đó là bao nhiêu anh em ơi? Một là 5 mê, hai là 10 mê, ba là mình sẽ sẵn sàng thua lỗ 10 mê này. Đó là cách chơi mình chấp nhận, nghiện là chấp nhận từ đầu đấy anh em. Một là thắng, hai là thua đấy anh em, kiểu đó đấy anh em. Hôm qua mình thua, bây giờ chơi hồi hộp phái đạn anh em ạ. Sợ thua anh em, ví dụ mình biết chắc chắn thắng thì không còn gì nói rồi. Ôi ngon, 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 ngon. Trời ơi, ngon, ngon, lên 15 cũ rồi anh em ơi, nghĩ luôn không ta? Đánh 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 xíu này nha. Để biết như nào đây, đánh tiếp không biết quyết định có đúng đắn không đây anh em ơi. Tía lỗ lại là toang đấy anh em ơi. Tía lỗ lại là quyết định sai lầm. Còn không lỗ lại là quyết định đúng, lên là khai cho cũ là quyết định đúng đắn. Nói chung tùy thôi anh em nhé. Ở game men xui thì chạy thì nói trước điều gì được cả. Sai lầm rồi, hiện tại là đánh tiếp là sai lầm đấy anh em, bởi bây giờ thua lại đó đấy anh em kìa, thấy không? Đây này đúng rồi, bây giờ nghĩ là cũng cũng phải 45, chưa lại lên được 15 19, file nó nổ nhỏ hơn đấy anh em ạ. Đây này, nhưng mà ván này nổ 36 nữa, 17 12 đấy anh em kìa, hên nha, thật sự hôm nay hên nha anh em ơi. Không phải khi nào hê được như vậy đâu anh em. Thật sự đấy, anh game men xui là không phải khi nào hê được mãi mãi như vậy đâu anh em ơi. Có lúc anh em đánh mãi như thế nào anh em đéo thấy nó nổi nó, nhưng có lúc anh em hên lắm. Tùy thôi anh em ơi, tùy hôm thôi. Có những hôm anh em đánh kiểu đéo gì anh em thua à. Nhưng mà có những hôm thì anh em đánh kiểu đéo gì em thắng. Trời ơi ngon này, mấy 4 lượt free. Mấy 4 lượt free anh em ơi. Không lý không lên được 20 mấy cũ. Không lý không lên 20 cũ. Đây rồi, 9 cũ này. Trời ơi anh em ơi, đúng là đã hên một ngày rồi đấy. Thì đánh kiểu đéo gì nó không hên anh em ạ. Ôi, ngon thế trời. Đây này ngon này, 4 cụ nữa. Ngon vậy trời. 28 cụ rồi anh em ơi. Một cụ nữa. Bởi những cái này free mà anh em mình là mình không mất đồng nào luôn đấy anh em. Và mình có thể nổ được to đấy, 30 cụ rồi, x x x3 vốn của mình rồi anh em ơi. Lỗ 5 mê mà bây giờ lại lặp lại như vậy nè. Tuyệt vời quá rồi anh em ơi. Chả cần gì nhiều đâu. Và ba cũ luôn anh em ạ. Rất nhiều em gặp trường này, đó là anh em khi xui ấy. Là em cứ cố gắng đánh để và gỡ lại hoặc là để lãi bằng được. Nhưng mà khi hên anh em thường nghĩ sớm đúng không? Mình đánh ngược lại anh em ơi. Đang hên là việc gì mà phải nghĩ, đúng không? Bởi vì không phải khi nào cũng hên được như vậy đâu anh em ạ. Rất hiếm khi mà có thể hên được nha anh em ơi. Bởi không phải khi nào cũng hên được đâu anh em ơi. Có những ngày em đánh kiểu đéo gì em sẽ là người thua thôi anh em ơi. Nhưng mà có những ngày em đánh kiểu như là không hay lắm nhưng mà anh em vẫn có cơ hội giành chiến thắng đấy anh em ạ. Game mà nó như vậy đấy anh em ạ. Game này nó như vậy đấy. Xuống dưới 25 mê mình sẽ nghĩ. Hoặc là lên, một lên, hai là xuống, hai dưới 25 mê mình nghĩ. Ít ra mình còn thắng 15 cũ mà. Việc gì lúc hên mình không dám đánh nữa, mà lúc xui thì mình cố gắng đánh để mà gỡ bằng được, đúng không? Anh em gặp trường hợp như mình không? Mà lúc xui ấy là anh em thường là cứ cố gắng đánh để làm gì, để muốn gỡ lại bằng được. Nhưng mà khi hên ấy thì thường là anh em một là nghĩ nghĩ sớm, hai là anh em cứ theo kiểu đó là nghĩ xong thì tí lại lại tiếc tiếc xong anh em sẽ nạp vào lần nữa để mà chơi, bởi vì mình kỳ vọng là nó sẽ thắng nữa.
Vãi đã, xuống dưới 25 mê thật à ta. Lúc này xui một chuỗi như vậy, bây giờ có thể hên một chuỗi hay sao? Có thể lắm chứ. Địt mẹ nó, xuống lại kìa. Ồ. Phải đến kìa anh em ơi. Đéo gì về trời xui, về trời xui mặt chuỗi luôn ấy. Ai cũ này. Đéo phán đéo này như nào này. Lên lại nào. Xui mặt chuỗi như vậy có phải hên mặt chuỗi chứ, biết được lúc này 25 mê nghĩ mẹ rồi. Mày không sao không sao. Bây giờ quan trọng nhất là mình đã lỡ đánh rồi thì phải chấp nhận bây giờ thôi. Chứ chả thể nào mà thay đổi được hiện tại đâu. Cái gì nó lại xảy ra rồi phải chấp nhận thôi anh em ơi. Một là bây giờ lên lại thì mình ngon. Nó không lên lại phải chấp nhận thôi. Chứ biết làm sao giờ anh em ơi. Game này thì anh em biết rồi. Hên cái này anh em ăn một chuỗi à. Mà xui cái thì đánh kiểu đéo gì anh em thua à. Phải đại thua lại luôn kìa. Lên lại 20 cũ nghĩ đấy. Thật đấy. Để bây giờ đéo tham mà lên lại 20 cũ là nghĩ. Run luôn mà anh em ơi. Địch bé nó kìa, nó về lại 30 cũ lúc nãy nghĩ me rồi, ngu thế. Ngu thế trời. Nhiều khi ngu là như vậy thôi đấy anh em ạ. Cuộc chơi này ngu thì phải chấp nhận thôi. À, nó nổ một quả kìa. Nổ lần nữa là liên tiếp một quả tiếp theo đây nào. Đúng rồi đây này. À được, một chỗ 6. Nổ to to mới phê anh em ạ. Nổ nhỏ đéo ăn thua. Một cụ ba. Đây rồi. Đây bảy cụ ba. Được mày 4 lượt free như lúc nãy đẹp anh em nha. Nói chuyện nếu thôi anh em ơi, còn thực tế thì nó có chuyện nếu đó đâu. Thắng là thắng, thua là thua thôi anh em ạ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đúng rồi anh em ơi. Lên lại nào, lên lại 20 cũ nghĩ nào. Lãi 10 men. Tha đang lãi. Nhiều lúc anh em cứ tiếc rằng là có thể lúc này anh em đã lên được đó là 30 cũ rồi, 33 cũ đấy. Nhưng mà anh em cứ tiếc tiếc cái đó, tí thành ra tí này anh em tiếc ấy, anh em không biết làm dừng ấy. Dẫn đến trường hợp là có thể anh em thua lại hết là điều rất bình thường nha. Nên đừng có bao giờ bất ngờ một cái điều đó là nếu anh em ban đầu đang thắng rất to, nhưng mà sau đó anh em thua lại nha. Đừng có bao giờ bất ngờ cái điều đó. Bởi game in xui thì anh em biết rồi, chả thể nói trước điều gì được cả. Hên thì ăn, xui thì chấp nhận thua lỗ thôi. Mẹ nó kìa anh em ơi. Thôi nghĩ hôm nay thắng 4 mê được anh em ạ. 4 mê 4 được. Chứ bởi vì mình chơi nữa mình nghĩ là mình dễ bị toang lắm. Anh em biết rồi, khi mất bình tĩnh thì dễ bị quay theo kiểu quay tất tay lắm, mà quay kiểu tất tay anh biết rồi dễ toang lắm em nghĩ nha. Nghĩ nha em ơi. Thôi nghĩ nha anh em ơi. Nghĩ nha, thôi. Bye bye anh em.